Câu thành ngữ ai cũng quen dùng nhưng không nhận ra lỗi sai. Theo bạn, chôn rau cắt rốn hay chôn nhau cắt rốn mới là câu thành ngữ chuẩn xác? Chôn rau cắt rốn hay chôn nhau cắt rốn là câu thành ngữ khiến nhiều người tranh cãi. Có thể thấy, đây là câu thành ngữ quen thuộc, được chúng ta sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vậy theo bạn, đâu mới là bản gốc chính xác của câu thành ngữ này? Liệu bạn có tìm ra câu trả lời đúng trong vòng 10 giây không?